liên quan đến các vấn đề tiền bạc của nước Mỹ, lần này là viện trợ Ukraine. Theo cuộc khảo sát mới đây của Financial Times, gần một nửa số người được hỏi nói Hoa Kỳ đã chi quá nhiều cho cuộc chiến này. Trong khi đó, dự luật ngân sách quốc phòng hàng năm của Mỹ sắp được thông qua cho thấy các nguồn tiền dành ưu tiên cao hơn cho hợp tác với AUKUS và Nhật Bản. Trở lại tình hình bầu cử 2024, theo thăm dò mới nhất, ông Trump đang dẫn trước Tổng thống Joe Biden ở hai bang chiến trường. Cũng liên quan đến cựu Tổng thống Trump, cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nói không thích tính cách hận thù của ông. Một nghị sĩ có ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa thì khẳng định sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Biden nếu ông Trump được chọn ra tranh cử. Tất cả sẽ có trong chương trình Review Kinh tế Hoa Kỳ ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, gần một nửa số người được khảo sát mới đây cho biết nước Mỹ đang chi quá nhiều cho viện trợ Ukraine. Kết quả công bố ngay trước chuyến thăm Washington của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Cuộc thăm dò của Financial Times cho thấy 48% người được hỏi nói nước Mỹ chi quá nhiều trong việc viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. 27% cho biết Hoa Kỳ chi tiêu đúng mức và 11% thấy chi tiêu chưa đủ. Những người theo đảng Cộng hòa có tới 65% đồng ý là nước Mỹ đã chi quá nhiều. Khoảng một nửa số cử tri độc lập và 32% người ủng hộ đảng Dân Chủ đồng tình với ý kiến trên. Cuộc thăm dò cũng hỏi liệu nước Mỹ có chi tiền viện trợ phù hợp cho Israel trong cuộc chiến chống lại nhóm chiến binh Hamas hay không. Kết quả 40% tin rằng nước Mỹ đã chi quá nhiều, 30% cho rằng mức tài trợ hiện nay là phù hợp. Các nhà lập pháp Mỹ đang chia rẽ trong việc phê duyệt gói viện trợ cho Ukraine và Israel. Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua gói viện trợ chỉ dành cho Israel vào tháng trước. Nhưng lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer từ chối đưa gói viện trợ này ra xem xét. Đảng Cộng hòa tại Thượng viện sau đó chặn gói viện trợ cho Ukraine và Israel do Nhà Trắng đề xuất vào tuần trước, nói rằng họ không hài lòng với các điều khoản an ninh biên giới. Gói bổ sung khẩn cấp trị giá 111 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Biden yêu cầu cũng bao gồm viện trợ cho khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và giúp đỡ nhân đạo ở dải Gaza. Nhà Trắng mới đây thông báo, ông Biden đã mời Tổng thống Zelensky tới Washington để nhấn mạnh cam kết không lay chuyển của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ người dân Ukraine. Tổng thống Zelensky cũng dự kiến gặp Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vì nhiều thành viên của đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã lên tiếng phản đối việc tài trợ của Ukraine. Một số thành viên thậm chí cho rằng viện trợ Ukraine là đổ thêm dầu vào lửa, chỉ khiến thương vong tăng cao. Chính quyền Biden hồi đầu tháng cảnh báo Mỹ sẽ hết tiền viện trợ Ukraine nếu không có hành động của Quốc hội về vấn đề này vào cuối năm nay. Vẫn là chủ đề liên quan đến chi tiêu quân sự. Đầu tuần này, dự luật chính sách quốc phòng hàng năm của Hoa Kỳ đã được thảo luận phiên bản cuối ở Hạ viện và Thượng viện. Dự luật sẽ ưu tiên ngân sách cho các hoạt động quân sự tích hợp với AUKUS và Nhật Bản. Hai chiến lược có thể thay đổi thế trận phòng thủ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trong nhiều năm tới. Dự luật đã khởi động kế hoạch cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc theo Hiệp ước AUKUS ba bên với Vương quốc Anh. Nó cũng yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng sửa đổi cơ cấu chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ ở Nhật Bản. Quốc hội dự kiến sẽ thông qua dự luật vào tuần tới, sau đó được gửi đến Tổng thống Joe Biden để ký. Dự luật với tên viết tắt là NDAA đặt ngân sách quốc phòng tài khóa 2024 ở mức 874,2 tỷ đô la Mỹ. NDAA năm ngoái chỉ gọi AUKUS là một cơ chế hợp tác đa phương, tương tự như bộ tứ kim cương giữa Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc. Dự luật năm nay đưa ra các bước cụ thể mà chính phủ Hoa Kỳ muốn thực hiện. Đầu tiên, Bộ trưởng Ngoại giao sẽ chỉ định một cố vấn cấp cao để điều phối mọi hoạt động liên quan đến AUKUS. Dự luật nêu rõ cá nhân đó không được giữ bất kỳ vị trí nào khác ngoài cố vấn cấp cao. Trong khi cho phép chuyển tối đa 3 tàu ngầm lớp Virginia sang Úc, NDAA cũng giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng Quốc phòng đệ trình kế hoạch củng cố cơ sở nông nghiệp ở Mỹ để không làm giảm năng lực sản xuất tàu ngầm. Dự luật yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng nộp báo cáo về việc tăng cường hợp tác an ninh với Nhật Bản trước tháng 6. Báo cáo bao gồm phân tích về tính khả thi trong việc sửa đổi cơ cấu chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ tại xứ Mặt Trời Mọc. Điều này đề cập đến Bộ Chỉ huy Chung Thường trực mới của Nhật Bản hiện đang được thành lập, sẽ giám sát cả ba nhánh trên không, trên bộ và trên biển. Việc thành lập Bộ Chỉ huy Chung đã được ghi trong Chiến lược Phòng thủ Quốc gia của Nhật Bản, công bố tháng 12-2023, nhằm thống nhất quyền chỉ huy trong các hoạt động chung. Theo nhiều chuyên gia, trước những mối đe dọa trong khu vực, đã đến lúc Nhật Bản phải thay đổi. Chuyển qua tình hình bầu cử năm 2024, ông Trump đang dẫn trước Tổng thống Biden tại hai bang chiến trường là Michigan và Georgia, theo kết quả một cuộc thăm dò công bố hôm 11 tháng 12. Cuộc thăm dò của CNN cho thấy ông Trump dẫn trước Tổng thống Biden 10% ở Michigan, mặc dù Tổng thống đương nhiệm chiến thắng ở bang này vào năm 2020. Cụ thể, 50% cử tri Michigan cho biết sẽ ủng hộ ông Trump, 40% chọn ông Biden và 10% chưa biết chọn ai.
Bên cạnh đó, ông Trump cũng giành được vị trí dẫn đầu ở Georgia, bang mà Tổng thống Biden giành chiến thắng sít sao năm 2020. Cụ thể, 49% cử tri Georgia cho biết sẽ ủng hộ ông Trump nếu có cuộc tổng tuyển cử ngay bây giờ, trong khi 44% bỏ phiếu chọn ông Biden và 7% chưa biết bỏ phiếu cho ai. Hai ông Trump và Biden là những ứng viên dẫn đầu cho đề cử của đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, tạo tiền đề cho cuộc đấu năm 2020 lặp lại vào năm 2024. Phần lớn cử tri ở cả hai bang chiến trường không tán thành cách ông Biden đang điều hành đất nước, với 64% ở Michigan và 61% ở Georgia. Cuộc khảo sát cũng nêu bật những điểm yếu của mỗi ứng viên, với 69% cử tri Michigan và 66% cử tri Georgia cho rằng Tổng thống Biden không có sự sắc bén và sức chịu đựng. 57% cử tri Michigan và 58% cử tri Georgia cho biết tính khí của ông Trump không phải là điều họ mong đợi ở một tổng thống. Cũng theo thăm dò, nếu bà Nikki Haley đại diện cho đảng Cộng Hòa sẽ giành chiến thắng trước ông Biden ở hai bang chiến trường này. Nếu ông DeSantis đại diện cho đảng Cộng Hòa, ông sẽ thắng Tổng thống Biden ở bang Michigan nhưng thua ở Georgia. Vẫn liên quan tới vị cựu tổng thống nhiều tài lắm tật, cựu chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy mới đây nói rằng nước Mỹ không muốn chứng kiến ý tưởng trả thù của ông Trump khi ra tín hiệu nếu được bầu vào Nhà Trắng nhiệm kỳ thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn trên CBS News Sunday Morning về những lo ngại liên quan tới kế hoạch của ông Trump giống những kẻ độc tài, nghị sĩ McCarthy nói, đây cũng là điều tôi nói với Tổng thống Trump. Những gì Tổng thống Trump cần làm trong chiến dịch tranh cử này là xây dựng lại, khôi phục lại và đổi mới nước Mỹ. Không thể có chuyện trả thù cá nhân. Nhận xét của ông McCarthy được đưa ra trong bối cảnh một số đảng viên Dân Chủ và thậm chí cả Cộng Hòa lo ngại rằng cựu Tổng thống Trump sẽ lạm dụng quyền lực nhắm vào những người có hiềm khích với ông trước đây. Những lo ngại càng được thúc đẩy vào tuần trước khi ông Trump nói muốn trở thành nhà độc tài trong một ngày để đảm bảo an ninh biên giới phía Nam và bắt đầu khoan dầu trở lại ở Mỹ. Nhận xét này theo sau một loạt bình luận khác, trong đó cựu Tổng thống dường như sẽ trả thù những người có ân oán nếu trở lại Nhà Trắng năm 2024. Nghị sĩ McCarthy, một đồng minh lâu năm của ông Trump, cũng tiết lộ trong cuộc phỏng vấn rằng ông đang ủng hộ cựu Tổng thống tái tranh cử. Điều này diễn ra sau nhiều tháng không có tuyên bố chính thức nào từ ông McCarthy. Ông McCarthy nói thêm là sẵn sàng phục vụ trong nội các dưới thời Trump ở vị trí phù hợp. Ông McCarthy tuần trước tuyên bố sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay, hai tháng sau khi bị lật đổ khỏi cương vị Chủ tịch Hạ viện trong một cuộc bỏ phiếu. Vẫn là những tiếng nói phản đối ông Trump, thượng nghị sĩ Mitt Romney mới đây đã giải thích những lo ngại về việc ông Trump có khả năng bước vào Nhà Trắng nhiệm kỳ 2. Nghị sĩ Romney khẳng định sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Joe Biden nếu ông Trump được chọn ra tranh cử năm 2024. Trong cuộc phỏng vấn với NBC, nghị sĩ Romney, một người thường xuyên chỉ trích cựu Tổng thống Trump, được yêu cầu bình luận các phát biểu gần đây của ông Trump, ví dụ sẽ hành động giống một nhà độc tài vào ngày đầu tiên của chính quyền để bảo vệ biên giới phía Nam. Nghị sĩ Romney đáp, Donald Trump giống như một cỗ máy rất tự nhiên cho các ý nghĩ toát ra thành lời, không có nhiều bộ lọc được thực hiện. Nhìn vào những tháng cuối của nhiệm kỳ trước sẽ thấy đó là cách tiếp cận nguy hiểm, cách tiếp cận độc tài. Điều đó khiến tôi lo ngại hơn so với nhiệm kỳ đầu. Cho đến nay, nghị sĩ Romney vẫn chưa đưa ra sự ủng hộ cho ứng viên Cộng hòa nào. Ông coi cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc là bà Nikki Haley có tiềm năng đánh bại cựu tổng thống, nhưng cơ hội rất mong manh. Ông Romney từng là ứng viên Cộng hòa chạy đua chức tổng thống năm 2012, nhưng đã thua nghị sĩ Barack Obama. Ông Romney nói muốn thấy thượng nghị sĩ về hưu Joe Manchin trở thành ứng viên của đảng Dân Chủ vì có năng lực hơn tổng thống Biden. Ông Manchin từng nói không loại trừ khả năng tranh cử vào Nhà Trắng, có thể dưới danh nghĩa ứng viên độc lập. Ông Romney trước đây đã không bỏ phiếu cho Tổng thống Trump vào năm 2020. Khi đó, ông nằm trong nhóm nhiều quan chức cấp cao đương nhiệm và đã nghỉ hưu của đảng Cộng Hòa, quyết định bỏ phiếu cho đối thủ, khi đó là cựu phó Tổng thống Joe Biden. Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Romney nói không ủng hộ cuộc điều tra luận tội Tổng thống Biden, trừ khi đảng Cộng Hòa đưa ra thêm bằng chứng. Chương trình review kinh tế Hoa Kỳ của chúng tôi hôm nay đến đây cũng kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.